đá biên cho các cầu thủ áo trắng. Từ Vinh Quang thực hiện quả đá biên dứt điểm 1-0. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho Thái Sơn Bắc. Và người đã ghi bàn ở trong tình huống rồi đó là An Lâm Tới. Một tình huống tận dụng tốt pha bóng cố định của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Đứng trước bóng lúc này có Thành Tín. Và bên cạnh đó là Quang Vinh. Đường chuyền ra. Khoảng trống, dứt điểm. Tỷ số là 2-0. Một lần nữa thì các cầu thủ Thái Sơn Bắc đã tận dụng thành công pha bóng cố định để chọc thủng lưới đối phương. Phương án phối hợp đá phạt rất hay của các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Bùi Việt Hồng. Và thoát đi. Đường chuyền khá trống trải. Có thể dứt điểm. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Rất đẹp mắt. Đó là bàn thắng của Nguyễn Hoàng Long. Hoàng Long ở trận đấu với Tân Hiệp Hưng cũng là cầu thủ thi đấu nổi bật. Không có sự áp sát của đội bóng. Như vậy là vừa rồi thì các cầu thủ Thái Sơn Bắc đã có được bàn thắng để tái lập cách biệt 2 bàn. 1-2 thì Thái Sơn Bắc đã có một pha phản công rất hay. Thừa Đạt với tình huống bứt tốc ấn tượng của mình đã loại bỏ hoàn toàn các cầu thủ Hưng Gia Đắk Lắk và thực hiện pha chuyền bóng dễ dàng để cho Quang Vinh, Kim Vịch, Thái Sơn Nam và cả những nhà đương kim Á quân Sao. Quá đẹp mắt. Cú dứt điểm đó là của Phạm Thành Tín. Nguyễn Thành Tín đã có một pha hợp của đội áo trắng. Cú ra chân gọn gàng của Thành Tín. Một pha bắt vô lề bóng sống. Không có lỗi. Cú dứt điểm. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 5 dành cho các cầu thủ Thái Sơn Bắc. Tại pha bóng mà các cầu thủ bên phía Thái Sơn Bắc đã có pha áp sát tốt và Hưng Gia Khắc Lắc đã thực hiện một tình huống phối hợp không tốt. Pha xử lý mạo hiểm cơ hội. Như vậy là tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-5. Bàn thắng là của Phạm Hồng Nhân. Thủ Thái Sơn Bắc đã thi đấu không tốt. Sai lầm tới từ vị trí của Đào Công Hoàng. Một gương mặt trẻ. Và trong ít phút trước đó thì Đào Công Hoàng đã được huấn luyện viên Victor Acosta trao cơ hội vào sân.